Kính thưa quý độc giả của báo Thương mại và Đời sống VN Media 2020, bạn bè thân chủ trên Facebook và YouTube, cũng như quý độc giả yêu mến trong cái chương trình live show Ăn Chay Ăn Ngay. Vâng, như thường lệ, chúng tôi Thomas Trúc cùng với anh Hồng Dũng tiếp tục chia sẻ đến quý vị trong cái chương trình hôm nay. Mời anh Hồng Dũng chào đến quý độc giả đây. Dạ vâng, trân trọng kính chào anh Thomas Trúc. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi rất là hân hạnh trở lại với quý vị trong chương trình Ăn Chay Ăn Ngay. Những đề tài mà anh em chúng tôi chọn lựa thì nhằm mục đích là vấn đề dân sinh, tạo cho cuộc sống của chúng ta có những cái nét nhìn thoáng hơn và thực tế hơn để chúng ta có được mỗi ngày thăng hoa trong cuộc đời. Rất cảm ơn quý vị. Và một lần nữa chúng tôi cũng rất cảm ơn rất nhiều vị độc giả đã chia sẻ cũng như cùng chúng tôi gửi những cái comment rất là giá trị, nhất là trong cái chương trình vừa rồi trong cái chủ đề tình yêu và chiếm hữu. Có lẽ đây cũng là một trong những cái những chung quanh những cái câu chuyện trong những cuộc sống của chúng ta và đặc biệt là trong cuộc sống của hôn nhân. Hôm nay chúng tôi sẽ mổ xẻ sâu nhất về vấn đề tình yêu và chiếm hữu trong hôn nhân phần 2. Trước khi bước vào chương trình thì xin anh Hùng Dũng giải thích lại trong cái sự tình yêu và chiếm hữu nó có những khác biệt gì, mời anh. Dạ vâng, nói đến tình yêu á, thì chúng ta biết rằng đây là một cái tính cách của con người. Nó có những cái sự yêu thương, rồi nó có gọi là trong cái tám cái ngọn gió mà người ta gọi là bát phong, thì tình yêu thương nó cũng là một trong những cái đó. Có thương, có ghét, có hờn, có giận, có những cái sự vui buồn, thì đó là cái cảm xúc của con người. Khi mà nói đến tình thương á, thì dĩ nhiên á, là đối với muôn loài chúng ta có những cái tình thương nó rộng lớn, nhưng mà đối với thanh niên nam nữ khi mà lớn lên thì cũng có cái tình thương đó, nó sẽ biến trở thành tình yêu, mà cái tình yêu đó thì dĩ nhiên là nó muốn cái sự chiếm hữu riêng cho cá nhân đó. Bởi vì cái gì thì có thể chia sẻ được, nhưng mà tình yêu thì không bao giờ chia sẻ được, là bởi vì khi mà mình muốn cái đối tượng đó chỉ cho mình và chỉ cho mình mà thôi. Do đó cái sự chiếm hữu này đó, nó đầu tiên mình nhìn thấy thì đó là một cái thể hiện của một cái tâm tính mà chúng ta muốn thấy cái tình yêu nó riêng biệt đối với cái con người đó. Và thực sự thì cái tình yêu giữa nam nữ đó, nó cũng là một cái đối tượng trong một cái giai đoạn đó, thì cái hình ảnh của cái người đó và cái người mà được gọi là đối tượng nó chỉ có một cái sự kiện là chỉ như vậy mà không thấy một cái hình ảnh nào khác. Cho dù cái người khác có thể là nhìn theo một cái lối bình thường thì họ đẹp hơn, họ cao sang hơn, họ giàu có hơn, họ nghĩa là thanh lịch hơn, nhưng mà đối với một cái đối tượng khi mà nó rơi vào cái tình yêu ấy, thì cái đối tượng đó là và cái con người đó nó chỉ hợp nhãn trong cái giai đoạn đó, mà người ta nói rằng nồi nào thì úp vùng đấy. Thì trong cái giai đoạn đó thì cái người thanh niên nam và nữ đó họ chỉ muốn chiếm hữu riêng cho chính họ. Và thưa quý vị, dĩ nhiên là đối với nhân loại thì tình yêu nó là một cái sự kiện để tiếp tục tạo nên cái giống nòi, và bởi vì khi tình yêu thì nó phải trở thành vợ chồng rồi sinh con đẻ cái. Nhưng mà thật sự dưới cái nhãn quan của Phật giáo đó thì tình yêu nó vẫn là một cái niềm đau khổ, bởi vì nó chỉ là một cái sự kiện mà nhất thời trong một cái giai đoạn mà mình cảm thấy rằng đó là cái điều mà nó rung động từ con tim. Nhưng mà rồi cuối cùng cái tình yêu đó nó cũng không có vừa lòng, bởi vì dù sao đi nữa nó cũng chỉ là một cái chất liệu của cái sự ham muốn mà thôi. Và vì vậy đó mà nếu chúng ta vẫn cứ bị lôi cuốn trên tình yêu, mà cái tình yêu nó càng ngày nó càng chiếm hữu đó, thì cái tâm tính của con người chúng ta, có nghĩa rằng cái ngã mạn của chúng ta nó càng ngày nó càng lớn. Và chính vì vậy mà nếu chúng ta không khéo đó, thì chúng ta sẽ biến cái tình yêu trở thành một cái loại mà chỉ ước muốn cho mình, khiến cho cái đối phương bị yêu đó trở thành một cái sự tù một. Dạ, cảm ơn Hồng Dũng. Đó là một trong những cái khái quát về cái tình yêu và chiếm hữu nó khác biệt như thế nào. Thông thường chúng ta thường hay nghe nói yêu quá sân hận, phải không quý vị? Cho nên điều đó nó đi ngược lại với Phật giáo. Phật giáo là gì? Thay đổi những cái đau khổ để trở thành Hạnh phúc. Hạnh phúc. Cho nên nếu như vậy thì cái chữ cái yêu trở thành hận nó không phải là tình yêu. Cho nên đó là một trong những cái sự nhầm lẫn mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong hôm nay. Chẳng hạn như một đôi vợ chồng, một người vợ hết sức là yêu chồng, hết sức là chung thủy, chăm lo từng cái ăn, từng cái uống, chăm lo cho cả con cái rất là chu toàn.
Nhưng mà có một điều là không hiểu đến người chồng họ muốn cái gì khác ngoài cái đó nữa, thì cái đó nó trở thành là một cái sự nhầm lẫn mà hết sức là đáng tiếc. Bởi vì đôi lúc khi yêu tại sao lại đẹp như vậy, đến khi đã trở thành hôn nhân thì mình lại quên đi những cái điều mà mình đã làm trước khi đến hôn nhân. Thì cho nên chúng ta phải hiểu đó là một cái sự nhầm lẫn trong chiếm hữu mà hết sức là đáng tiếc. Thật sự chúng ta không phải đi sai đường mà bởi vì chúng ta nhầm lẫn vấn đề đó. Đôi lúc ví dụ như một người chồng, họ là một người businessman, thì người chồng họ cần cái sự nghiệp, họ cần có những cái sự giao tế bên ngoài. Nhưng mà đôi lúc anh chồng này đẹp trai quá hay sao đó, vì ghen thôi, mình không có muốn cho người chồng này làm cái điều đó. Sao tiếp xúc nhiều quá mình sợ người này mất đi. Thì cái đó là cái ý tốt của người vợ, đúng không quý vị? Để bảo vệ cái hạnh phúc. Nhưng thật ra cái đó nó lại là trở thành chiếm hữu. Bởi vì khi mình thương một người chồng như vậy, mình phải support họ, mình phải hiểu họ. Bởi vì sao? Những cái đó là những cái niềm đam mê của họ. Có những người đàn ông họ rất là đam mê trong sự nghiệp, thì chúng ta không có lý do gì mà bắt họ không cản trở họ hoài trong cái công việc đó. Thì đó nó sẽ trở thành giống như một sự chiếm hữu của mình, bởi vì mình đang có một cái tờ giấy hôn thú với họ. Cho nên điều đó không được. Cho nên đó là những sự chiếm hữu hết sức là uổng lắm quý vị. Cho nên chúng ta phải thay đổi cái suy nghĩ đó. Mà nhất là phụ nữ Việt Nam chúng ta hay có những cái cách nghĩ gọi là muốn control giờ giấc, control cái túi tiền, hay là control mọi thứ. Thì đó nó cũng lại là một cái sự chiếm hữu trong những cái cá tính, những cái cá nhân của một người khác, người chồng của mình. Thì điều đó nó dẫn đến điều gì? Nó dẫn đến người chồng không được mấy vui. Có thể người chồng họ sẽ chiều, họ không làm, nhưng thật sự họ cũng không mấy vui. Thì đó cũng là một trong những cái sự nhầm lẫn hết sức là đáng tiếc. Cho nên quý vị, chúng ta nghe được những điều này, chúng ta hãy suy gẫm lại. Mỗi một người một cảnh, mỗi một chúng ta có một cái suy nghĩ riêng. Chắc chắn là hy vọng quý vị sẽ điều chỉnh lại vấn đề này một cách tốt hơn. Dạ vâng, cảm ơn anh Thomas Trúc. Thật ra đó, người ta thường nói rằng có hiểu và thương. Chứ hiểu và thương đó, nó là một cái mệnh đề rất là quan trọng trong cái tình yêu cuộc sống. Bởi vì thương yêu là một cái điều rất là quan trọng. Bởi vì bây giờ mình nói trong cái tục đế của thế gian, thương yêu là một cái hành động để tạo nên một cái sự tốt đẹp, thăng hoa trong cuộc sống giữa vợ chồng. Nhưng mà cái thương yêu đó nó cần phải có một cái sự hiểu biết. Cho nên người ta nói hiểu với thương được. Hiểu là sao? Bởi vì nói như anh Thomas Trúc đó, có nhiều lúc chúng ta không hiểu mà chúng ta thương. Cái mà không hiểu mà thương nó sẽ làm cho đối phương rất là khó chịu và ở trong cái sự đau khổ mà không thể nói ra được. Ví dụ như là người chồng rất là thương vợ nhưng mà không muốn cho người vợ làm bất cứ cái điều gì, là bởi vì cái ích kỷ của anh ta, cái ghen tức của anh ta, cái mà anh ta sợ hãi đó. Nếu mà cái cô vợ này đi ra ngoài xã hội sẽ là bị người nọ, bị người kia. Thì bởi vì chúng ta không hiểu, vì chính chúng ta không hiểu cho nên chúng ta chỉ thương ở một cái chiều thôi, mà chúng ta vẫn kèm theo cái sự lo sợ và chúng ta không có tôn trọng cái đối phương. Thành thử ra chúng ta nghĩ rằng đối phương ra ngoài vượt khỏi cái tầm tay của mình, có thể đối phương nó làm một cái điều gì đó mà bắt chính chẳng hạn. Cho nên chính từ cái điều đó, đó mà nó sinh ra rất nhiều cái sự đổ vỡ. Và vì vậy đó, những cái cặp vợ chồng mà mới vừa tạo dựng thì tôi nghĩ rằng phải cần có những cái lớp huấn luyện. Mà cái lớp huấn luyện đó nó thuộc về cái tâm lý để mà chúng ta hiểu được, thương được và trân trọng với nhau. Bởi vì hiểu thương thì nó phải trân trọng, mà khi trân trọng đó thì chúng ta cũng không phải cái kiểu mà lúc nào cũng dòm ngó, lúc nào cũng bo bo, lúc nào cũng ở trong cái tư thế mà người ta chỉ vắng mình có 2-3 phút là lấy phone gọi, dường như là một cái sự kiểm tra con người. Thật sự dĩ nhiên là đôi lúc cũng phải cho họ có một cái không gian tự do. Nếu mà không cho họ cái không gian tự do, nhiều lúc họ sống như là một cái ngục tù như vậy, thì cho dù có thương gì đi nữa, cuối cùng nó cũng trở thành một cái điều mà bất như ý. Dạ, cảm ơn Hồng Dũng. Đúng vậy, một cái điều chia sẻ hết sức là chính xác, mà cũng là một cái câu giải đáp mà Thomas chưa kịp đưa ra. Một vị độc giả cũng có nói như vậy. Tại sao cái anh nói toàn là giống như đàn bà bị nghĩ nhầm lẫn, nhưng tại có những đàn ông cũng nhầm lẫn như vậy. Đúng, đó là rất cảm ơn Hồng Dũng vừa chia sẻ cái đoạn này cũng như trả lời cho vị độc giả luôn. Trong đàn ông cũng có những sự nhầm lẫn trong chiếm hữu. Cái câu chuyện anh Hồng Dũng vừa nói Thomas có liên
cảm tới một cặp vợ chồng lớn hơn Thomas cũng khoảng 5-7 tuổi lận, hai vợ chồng này người Mỹ ở Utah. Thì họ có một cái câu chuyện mà họ hay họ một lần ngồi barbecue họ kể cho nghe, thì Thomas rất là ấn tượng. Thì ông chồng á, thì có một cái sở thích là leo núi, bà vợ thì có cái sở thích biển. Thì ông mới nói là ban đầu tụi tao cũng khó xử quá. Bây giờ hãy chọn bên này thì tao không thích, chọn biển thì tao không thích, mà giờ chọn núi thì vợ tao không thích. Cuối cùng hai người đi đến một cái quyết định là mỗi năm mỗi người một tuần đi riêng núi, mỗi người một tuần đi riêng biển, còn lại hai tuần đi với con cái. Theo một cái câu chuyện dù rằng là hết sức đơn giản nhưng đi sâu vào nó cả một cái ý nghĩa rất là lớn. Và từ đó họ cảm thấy cái quyết định đó rất là hạnh phúc. Họ không có vì nhau mà họ cũng không phải không bỏ nhau, cho nên cuối cùng họ chọn là một tuần một người vợ thì đi về biển thăm gia đình, còn người một tuần ngay cái trong cái lúc đó thì ổng sẽ đi núi leo núi với bạn bè, rồi còn lại hai tuần, tại vì một năm có ba tuần vacation thì hai tuần dành cho gia đình, cả gia đình và con cái, cho nên một gia đình rất là hạnh phúc, có hai đứa con cũng đã lớn rồi. Và đó là một cái gia đình mà Thomas rất là học hỏi từ ở họ. Có rất là nhiều cái điều rất là hay. Nhưng hôm nay trong cái chủ đề như vậy, cho nên Thomas cũng rất cảm ơn Hồng Dũng đã chia sẻ trong cái người đàn ông của chúng ta cũng vậy. Đôi lúc chúng ta cũng không nên nhầm lẫn trong cái vấn đề chiếm hữu. Chúng ta bảo vệ họ thôi, chúng ta lo lắng cho họ thôi, chứ chúng ta không được ngăn cản hết những cái sở thích riêng cá nhân. Cái điều anh Hồng Dũng nói nó hiện tại nó cũng đang là một trong những cái vấn đề rất là lớn. Chẳng hạn như rất nhiều Thomas làm bên di trú nữa, Thomas đã có nhiều cái câu chuyện của những khách hàng, những người chồng ở bên Mỹ chúng ta cưới vợ từ Việt Nam qua gần như muốn cắt đứt họ với cuộc sống bên ngoài trong những năm tháng đầu, bởi vì họ cứ sợ rằng khi cô ta tiếp xúc nhiều thì cô ta sẽ bỏ mình đi. Đó là một trong những cái suy nghĩ mà chúng ta là những người đàn ông chúng ta cũng nên không nên làm như vậy. Một khi mình yêu thương một người nào đó, mình phải hiểu được họ, như anh Hồng Dũng vừa chia sẻ đó quý vị. Trong tình yêu, chữ hiểu là một cái chìa khóa giữ lâu bền nhất, phải không anh Hồng Dũng? Đúng vậy. Thưa quý vị, thật ra thì người ta nói rằng 9 người 10 ý, bởi vì trong anh em ruột thịt với nhau trong một gia đình thì mỗi người đều có những cái ý kiến riêng với nhau. Nhưng mà vợ chồng đó, nói là nói như vậy, trên một cái thực tế thì mình chỉ ngắm đến một cái điểm chung ở một cái khía cạnh rất là nhỏ. Nhưng mà khi về sống với nhau đó là nó có hàng tỷ cái vấn đề khác nhau. Nhưng mà hàng tỷ cái vấn đề khác nhau mà để hòa với nhau đó, nó không phải đơn giản đâu. Thành thử ra một cái người mà gọi là biết xử thế, nhất là người chồng và người vợ đó, vấn đề đầu tiên là mình cần phải, thứ nhất là học một cái bài học, là chúng ta cùng phải lùi lại một bước. Bởi vì khi đã gọi là vợ chồng thì không thể gọi là người nọ hơn người kia. Bởi vì từ cái tính mà hơn thua đó, nó cũng tạo nên một cái sự đổ vỡ trong cái hạnh phúc gia đình. Do đó, khi mà chúng ta đã trở thành vợ chồng với nhau đó, thì cái chuyện hơn thua trong cái tình nghĩa vợ chồng nó không còn nữa. Thì chừng đó đó, mình mới có thể hòa hợp với nhau, mình mới có thể kết hợp với nhau. Chứ bởi vì thật sự mà nói đó, là hai con người ở hai cái thế giới khác, kể cả cả hai cái giới tính nó cũng khác nhau, mà trở thành một gia đình để cho nó hòa quyện với nhau, nó không phải là một chuyện rất là đơn giản. Rất là khó. Nó rất là khó. Yeah. Vậy thì không lẽ cái khó, mỗi lần cái khó là mỗi lần bó tay, mỗi lần cái khó là mỗi lần mà chúng ta chia tay, thì cái chuyện đó không bao giờ có. Do đó, cũng từ những cái khó đó mà càng ngày chúng ta cần phải học chút xíu. Nhất là những người trưởng thành, những người có ý thức cần phải học. Mà cái học đầu tiên là cái học mà mình cần phải, nghĩa là chia sẻ những cái sự khó khăn. Và đồng thời mình cũng phải chấp nhận là giữa hai người đã trở thành, nói theo Thiên Chúa gọi là một thịt,
tức là đã trở thành vợ chồng rồi đó, thì không có một cái từ ngữ gọi là anh hơn em là em hơn anh, không có cái chuyện đó. Bởi vì còn cái tính mà anh hơn em hơn anh đó, thì chắc chắn là nó sẽ đổ vỡ ra bằng mọi cái mà ngồi đó chúng ta cãi hoài chứ không bao giờ đi đến một cái kết luận. Thành thử ra cái chữ mà nhẫn nhục trong tình hôn nhân đó, và vấn đề kính nhường trong vấn đề hôn nhân, trân trọng trong vấn đề hôn nhân, và hiểu biết trong vấn đề hôn nhân là những cái chìa khóa để có thể tạo dựng một cái hạnh phúc lâu bền. Còn nếu không đó là quý vị chỉ nghĩa là ở trong cái tính cách, bởi vì cái sự hơn thua cũng chứng tỏ rằng mình có một cái ngã mạn quá lớn. Giao cái gì cả, cái hơn thua là chứng tỏ là tôi là giỏi hơn, tôi hiểu biết hơn. Và từ cái hơn, ví dụ như là người ta làm một cái điều gì đó mà nó không có đúng với cái ý mình đó, mà không đúng với cái ý mình đó, thì dĩ nhiên là cái người đó họ dễ nổi lên những cái giận hờn, những cái sân hận đó. Mà nổi lên giữa cái sân hận mà biểu người ta hiểu biết để cho tạo cái hạnh phúc thì cái chuyện đó rất khó. Cho nên nhá, cái sân hận nó thường là một cái mấu chốt để đi đến những cái vụ cãi vã trong cái tình quản hôn nhân. Và do đó đó thì thưa quý vị, trong vấn đề hôn nhân, cái vấn đề mà chúng ta phải nhìn thấy rằng tất cả những cái ý kiến của người khác đều cần phải trân trọng và lắng nghe. Và khi mà hai vợ chồng đều đồng ý và thuận thảo rằng chúng ta cần phải lắng nghe để mà có thể bàn bạc đến một cái kết luận nó tốt hơn đó, thì chắc chắn rằng cặp vợ chồng đó nó sẽ đi đến cái chuyện răng long tóc bạc. Còn nếu không nó dễ gãy gánh giữa đường lắm. Bởi vì không phải là cái chuyện mà mắm muối hay là cái chuyện mà tiền bạc, mà chính những cái chuyện mà bất như ý giữa cái là cái ý kiến của tôi bị anh phản đối, hoặc là cái ý kiến của anh bị tôi phản đối, nó trở thành một cái điểm mà cuối cùng họ trở thành sân hận và trở thành thù hận với nhau. Dạ, cảm ơn Hồng Dũng. Có lẽ quý vị vừa nghe những cái chia sẻ đó, nếu như quý vị đã rơi vào những tình cảnh đó và cuối cùng mình đi đến cái quyết định ly hôn, có phải quá sức đáng tiếc không quý vị? Bởi vì những cái đó chúng ta có thể sửa đổi lại, chỉ cần hiểu mà thôi. Từ cái câu chuyện của anh Hồng Dũng vừa chia sẻ thì Thomas luôn nhớ một câu rất là cách đây 25 năm, lúc Thomas còn ở Việt Nam, thì người thầy mà dạy tiếng Anh cho Thomas, ông có nói một câu như thế này. Ông nói vợ chồng nó giống như hai cái viên đá vậy đó, góc cạnh không à. Hai cái viên đá mà vừa bị xẻ ra, chứ không phải hai cái viên đá mà dưới nước trơn tru đâu. Hai thì lúc nào nó cũng va chạm với nhau hết á, thì góc cạnh làm sao mà nó xuôi theo được. Thì ông nói là những cái cuộc cãi vã, những cái sự cuộc sống hàng ngày nó sẽ mài giũa những cái cạnh đá đó đi, bắt đầu nó trơn láng lại thì bắt đầu nó mới gô tru lại, nó mới together. Đó là một cái câu khuyên của người thầy rất là Thomas nhớ hoài cái đó. Chính vì vậy mà Thomas luôn luôn chăm nghiệm cho mình một câu là mình thương người đó, mình phải yêu luôn cả những cái khuyết điểm của họ. Để làm chi? Để chúng ta hiểu được cái khuyết điểm đó rồi mình từ từ đóng góp và xây dựng nên. Cho nên đó cũng là một trong những cái mà chúng ta phải hiểu. Những cái chuyện đó nó là bình thường, những cái góc cạnh với nhau hay là những cái cuộc cãi vã nó là bình thường. Nhưng có một cái điều mà có thể quý vị sẽ không bao giờ thay đổi được. Chẳng hạn như câu chuyện này Thomas gặp rất là nhiều trong gia đình của Thomas. Người chồng không có thích vợ đi những cái thẩm mỹ bằng dao kéo, bằng phẫu thuật. Người vợ đã từng đề nghị ra rất nhiều lần nhưng mà người chồng không có đồng ý. Nhưng mà cuối cùng người vợ vẫn lén chồng đi. Thì người đó được một người bạn đã từng làm khuyên một câu rằng là không sao đâu, cứ đi xong rồi ổng cũng không có làm gì được nữa đâu. Đó là một cái sự sai lầm hết sức là lớn. Bởi vì sao? Khi quý vị đã phẫu thuật một cái gì đó trong cơ thể của mình, cái điều đó không thay đổi được, nó trở thành một cái vết sẹo trong cơ thể của bạn và một vết sẹo lòng trong người chồng. Cho nên đó là những cái đừng có bao giờ nghĩ rằng ồ, tôi là vợ ông rồi, tôi làm gì ông cũng không bỏ hết. Đúng, người chồng họ rất là thương vợ, họ rất là giữ một cái sự chung tình đó, nhưng trong lòng họ không vui kể từ khi người vợ làm cái điều đó. Cái điều đó họ không bao giờ thích hết. Nếu họ thích họ đã nói à, em cầm 5.000, 10.000 này coi thử chỗ nào nó đang sale, say A lên B, em đi làm đi. Phải không quý vị? Nhưng mà người ta đã không thích rồi mình làm như vậy. Thì đó là một trong những cái đáng tiếc. Chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng chúng ta đã có một cái hôn thú. Và câu chuyện này nó có xảy ra ở gia đình của Thomas. Thomas có một bà chị cứ nói với ông chồng một câu á,
ai mà rinh ông tôi cho thêm tiền. Thật sự đến một ngày nào đó ông ra đi, lúc đó mới thấy được rằng bắt đầu mình cảm thấy bị sốc, bị thương yêu thật sự. Nhưng mà cái câu nói đó, nó trở thành một cái giống như một cái sự thúc đẩy hay là một cái sự nhầm lẫn trong cái chiếm hữu này. Cứ nghĩ ồ ổng là vợ rồi, mình đẹp như vậy, không bao giờ ổng bỏ mình được hết. À, đó là những cái chúng ta hiểu rất là sai lầm. Cho nên một ngày ông ra đi, bà chị sốc và đau và chết luôn đó quý vị. Đó là một trong những cái mà có thể là cái chia sẻ hết sức là giá trị. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ thấy chồng mình thua kém cái này, coi thường hay là khinh bỉ, không có được như vậy. Tất cả loài hoa nào cũng đẹp, bất cứ con người nào cũng đẹp hết cả. Cái gì nó cũng là đẹp, miễn sao đang sống ở trên cái thế gian này tất cả đều là đẹp. Cho nên chúng ta phải hiểu và tôn trọng điều đó. Dạ vâng. Trở lại với câu chuyện mà vợ chồng đó. Thưa quý vị, cái điều cấm kỵ nhất là vấn đề so sánh. Bởi vì mỗi một người nó có một cái nghiệp riêng với nhau, mỗi người nó có một cái tài năng riêng với nhau, mỗi một người nó có một cái thân thể đặc biệt với nhau. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ so sánh. Bởi vì khi mà chúng ta so sánh cái người đó mà so sánh hơn thua đó, thì cái tự ái của người đó nó dễ nổi lên. Mà khi nó đã nổi lên rồi đó, thì thưa quý vị, họ sẽ tìm cách trả thù, mặc dù họ không nói ra. Dù rằng vợ chồng với nhau, họ cũng tìm cách trả thù. Đó là vấn đề thứ nhất. Điều thứ hai nữa, cái câu chuyện mà anh Thomas vừa chia sẻ, nó là một cái sự thật và đó là một bài học. Đừng có bao giờ tưởng rằng cái điều đó là cái điều vĩnh viễn của mình. Cuộc đời nó bất di bất diệt đâu, nó vô thường. Thành thử ra mình tìm cách mình đưa người ta đi ở một cái khoảng cách để giống như là mình vẽ đường cho hươu chạy. Cái đó nó rất là nguy hiểm. Thành thử ra mình không có trân trọng từng giờ từng phút đó, thì dễ nó nổi ra những cái điều mà sau này mình hối hận là không kịp. Cái điều thứ ba, thưa quý vị, trong hôn nhân đó, cái vấn đề chính yếu là mình phải thành thật với nhau và chia sẻ với nhau ở một cái mức độ mà khi mình cần thiết với một cái gì đó quan trọng. Bởi vì ví dụ như là cái chuyện mà anh Thomas vừa chia sẻ đó, không phải là người chồng họ không muốn cái người vợ, nghĩa là giải phẫu để cho đẹp hơn đâu, nhưng mà bởi vì người vợ đã vô tình xúc động và làm cho cái tự ái của họ nó bị, nghĩa là coi thường. Bởi vì cái người chồng đầu tiên họ không muốn cái người vợ đi làm phẫu thuật chẳng hạn, nhưng mà người vợ phải tìm cách nói làm sao để rồi cuối cùng người chồng phải thông cảm và cho phép, hoặc là đồng ý, hoặc là hỗ trợ cho mình, thì cái chuyện giải phẫu đó nó sẽ đi đến một cái hoàn mỹ hơn. Còn nếu mà mình cứ làm thinh, mình đi làm rồi, tức là mình nói rằng chuyện đó rồi, con trâu nó trước cái cài, cái chuyện đó nó không thể áp dụng cho tình yêu được. Mà cái đó nó khơi dậy cái coi thường của người vợ đối với người chồng. Bởi vì người chồng vẫn còn sợ đó, người chồng vẫn tin tưởng rằng cái ý kiến của người chồng là cái ý kiến cần phải được tôn trọng. Trong khi đó người vợ vẫn làm thinh làm thế, đi làm một cái chuyện mà đối với người chồng gọi là tổn thương cái danh dự của anh ta. Thành thử ra cái chuyện đó nó dễ đi đến một cái sự đổ vỡ. Cho nên thưa quý vị, trong hôn nhân nó rất là tế nhị. Vấn đề đầu tiên chúng ta phải cần thông cảm và chia sẻ bất cứ cái điều gì mà chúng ta có thể có. Cái điều thứ hai nữa, mình phải trân trọng đối với người chồng và người vợ. Không thể so sánh giữa người chồng nọ và người chồng kia, nhất là em tầm thường quá, cái cô kia cổ giỏi hơn, hoặc là anh là một cái người hèn quá, cái thằng kia, ông kia, ông nọ kia, hồi xưa mà em biết em thương ông kia thì bây giờ em như nọ kia. Họ làm cho cái tự ái họ sẽ bị đau và bị xuống. Thành thử ra cuối cùng tất cả những cái sự kiện đó nó dẫn đến cái sự sân hận, và từ cái sân hận đó có thể là thượng cắn chân hạ cắn tay, dẫn đến một cái sự chia ly là cái chuyện rất là bình thường. Thành thử ra những cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng trong đạo Phật dạy rất là kỹ. Thứ nhất là mình phải luôn luôn tôn kính và trân trọng như là mới cưới, gọi là tương kính như tăng. Thứ hai là cần phải hiểu biết và chia sẻ, không thể nào mình ấp ủ riêng mình những cái nỗi đau khổ cũng như là cái hạnh phúc của mình, cần phải chia sẻ, bởi vì gọi là hai vợ chồng với nhau mà. Và điều thứ ba nữa là đừng bao giờ mình so sánh giữa những cái hình ảnh của những kẻ khác hơn hẳn cái người đối phương của mình. Điều đó là một cái điều tố kỵ. Và thứ tư nữa, đừng có bao giờ nói xấu hay là làm một cái điều gì đó về cái phía của người đối phương. Ví dụ như là mình thương vợ mình, cứ nói xấu cái phía của bị vợ thì cái chuyện đó không được. Hoặc là mình thương người chồng nhưng mà cứ nói xấu về cái phía người chồng, thì cái điều đó nó cũng dẫn đến những cái sự tác hại. Và sau này nó sẽ là một cái nguyên nhân để có thể hai người rời xa nhau.
Cảm ơn anh Hồng Dũng. Đúng đúng vậy thưa quý vị, chắc có lẽ là trong cái chủ đề tình yêu và chiếm hữu này, gần như nó liên quan tới cuộc sống của chúng ta rất là nhiều, chắc chắn ai cũng sẽ trải qua. Đương nhiên hy vọng rằng đây là một trong những cái chương trình chúng ta cùng nhau chia sẻ. Chúng ta hãy suy gẫm lại những cái gì hiện tại và suy gẫm lại những cái gì trong quá khứ chúng ta đã thực hiện trong cái hôn nhân của mình. Hy vọng rằng khi mình nhìn thấy được cái vấn đề này thì mình nên thay đổi, nó vẫn chưa là muộn màng gì cả. Tất cả chúng ta đều phải thay đổi cả, và thay đổi như cách nào thì có lẽ là quý vị sẽ là người hiểu biết nhất. Nhưng cái keyword và cái quan trọng nhất là gì ở đây? Chúng ta tôn trọng cái người đối phương của mình và hiểu biết họ. Hiểu họ ở đây không phải là hiểu cái ăn cái mặc, mà hiểu cả trong cái tâm tư họ đang muốn gì, nghĩ gì. Bởi vì một người đàn ông họ có những cái suy nghĩ khác, một người phụ nữ có những cái suy nghĩ khác. Và tùy cái người đàn ông đó, không phải ai cũng nghĩ về sự nghiệp, ai cũng nghĩ về gia đình, ai cũng nghĩ về con cái. Đôi lúc nó khác, mỗi người mỗi khác, mỗi người mỗi cảnh. Cho nên quý vị có thể bắt đầu view lại hết và tự tìm cho mình một cái thay đổi như thế nào. Hy vọng rằng đây cũng là một trong những cái chủ đề mà giúp cho quý vị nghiền ngẫm lại và tìm lại cái lửa ấm trong cái hôn nhân. Vâng, đúng vậy. Thực tế thì thưa quý vị, mình gọi là sống với nhau để mà trở thành một cái mái ấm gia đình, nó là một cái nghệ thuật. Bởi vì gọi là nghệ thuật là chúng ta phải tận dụng hết tất cả, chứ không phải là trời sinh ra được như vậy là vậy đâu. Dĩ nhiên là con người nó là một cái loại cao cấp thượng đẳng trong cái trí thức. Mà gọi là thượng đẳng cao cấp trong trí thức đó, là nó phải đòi hỏi là cái phần người nhiều hơn phần con. Có nghĩa rằng cái tâm trí của chúng ta, cái sự suy nghĩ của chúng ta, cái nhường nhịn của chúng ta, cái mà chúng ta lo lắng cho nhau và chia sẻ cho nhau, nó là những vấn đề đầu tiên trong cái tình huống của hai vợ chồng. Chứ không thể là mình lúc nào mình cũng ích kỷ. Và ích kỷ, dù rằng mình ích kỷ cho mình hay là mình ích kỷ cho người vợ, nó cũng tỏ ra một cái thái độ, cũng như là tỏ ra một cái phong cách của một người hạ đẳng. Do đó chúng ta phải nhường nhịn với nhau, chúng ta phải hiểu biết với nhau, chúng ta phải có trách nhiệm với nhau, và chúng ta cần phải có những lo lắng với nhau. Và chính cái sự lo lắng này nè, mình cũng cần phải hiểu biết là bởi vì cái người vợ họ có những cái nhu cầu mà người đàn ông cần phải hỗ trợ. Chứ không phải rằng mình chỉ thấy trong cái gia đình nó như vậy và mình cứ đồ hỏi cái chuyện đó chỉ có cái lợi mà mình nghĩ rằng về vấn đề vật chất thì cũng là không được, không được. Thành thử ra cái này nó gọi là nghệ thuật thì cần phải suy tư, nghệ thuật cần phải học, nghệ thuật cần phải nghiên cứu, chứ không phải là nghệ thuật là cái chuyện mà gì khi không mà trở thành vợ chồng là tự nhiên nó biết đâu. Do đó trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay giữa chúng tôi và anh Thomas Trúc cũng nhằm cùng mục đích là chúng ta khơi dậy để chúng ta có thể chia sẻ với nhau những cái nỗi niềm mà tạo dựng cái hạnh phúc của lứa đôi. Cảm ơn Hồng Dũng. Đúng vậy thưa quý vị, đây cũng là một trong những cái chúng tôi cũng luôn luôn nhắc với bản thân mình, cũng mong muốn rằng để truyền bá những cái tình yêu thương trong Phật pháp, là lấy những sự đau khổ biến thành tình yêu thương và hạnh phúc. Cho nên trong hôn nhân gần như đau khổ quá nhiều, phải không quý vị? Cho nên mình mới có một câu nói chơi chơi, khi mà ký hôn thú là giống như đưa cái còng vào cổ. Cái câu này mấy ông bạn Thomas nói hoài. Nhưng chúng ta đừng bao giờ nghĩ như vậy nữa. Thì đừng bao giờ mình nghĩ là cái còng với nhau. Thành ra mình phải, nếu đã là cái còng rồi thì bây giờ hãy cùng nhau mở cái còng đó ra nha quý vị. Mở cái đó là gì? Rất là dễ, bằng một cái sự hiểu biết. Mà trong Phật pháp của chúng ta là tỉnh thức và hiểu biết. Cho nên đó cũng là một trong những cái điều mà chúng ta hãy nên nghe theo lời Phật dạy, và hãy cố gắng thương yêu nhau, quan tâm nhau và hiểu biết lẫn nhau. Trước khi kết thúc chương trình, thời gian cũng không còn nhiều nữa, xin anh Hồng Dũng cho một đoạn kép đi anh. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, nói đến cái vấn đề hôn nhân trong gia đình đó, đây là một cái vấn đề trọng đại. Bởi vì hôn nhân chính là cái hạt nhân của xã hội. Hôn nhân chính là cái điểm khởi đầu để cho xã hội được phát triển và gia đình được hạnh phúc. Do đó quý vị phải cần lưu ý, không phải là khi mình đã có vợ, có chồng là mình nghĩ người đó thuộc về mình và muốn sử dụng ra sao thì sử dụng. Không phải nó đơn giản như vậy đâu. Bởi vì người vợ cũng có cái tư cách của người vợ, và người chồng cũng phải có cái tư cách của người chồng. Nếu mình học trong cái kinh Thiệp Phẩm Sanh đó, thì mình mới biết là mỗi người nó có một cái nhiệm vụ đặc biệt. Người chồng phải chăm sóc người vợ như thế nào, phải tôn kính người vợ như thế nào, phải hiểu biết và lo lắng người vợ như thế nào, và ngược lại người vợ cũng cần phải kính trọng người chồng như thế nào, ăn nói như thế nào, nhường nhịn như thế nào, chia sẻ như thế nào.